Đồ Gỗ Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là 17 tháng 5 năm 2016, và trong cái clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu hai chiếc tủ chè đặc sắc truyền thống của chúng tôi mang mã số 170516, tức là vào ngày 17 tháng 5 năm 2016. Và Đồ Gỗ Đức Hiền.com chúng tôi với số điện thoại quen thuộc 0984666999, sẵn sàng tiếp nhận các cái câu hỏi của quý vị khách hàng xa gần để chúng tôi được giải thích kỹ về các sản phẩm này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, là tủ chè thì rất nhiều đơn vị làm, nhưng mà Đồ Gỗ Đức Hiền thì có một cái dòng tủ chè đặc biệt mà chúng tôi cũng được khách hàng xa gần đánh giá rất là cao. Mà cái tủ chè này của chúng tôi là cánh cong, và chiều dài của tròn trên thùng là 1m85, chiều dài tổng là 1m9, với bốn cái phần đặc sắc nhất là phần lèo mai điểu, phần bệ tứ linh tam đa, và phần đôi cánh khảm là một bên là tam cố thảo lư Lưu Huyền Đức, bên kia là thái công thất thập Ngộ Văn Vương. Cái tủ chè này được làm bằng gỗ gụ, và chúng tôi đã hoàn thiện bằng phương pháp giả cổ, có nghĩa là quý vị trông thấy đây là có vẻ như đã dùng được đến 50 năm rồi. Đấy là có vẻ thế thôi, thực ra là chúng tôi là làm mới, tức là chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây. Những cái cánh này thì tôi đã khảm từ trước và để cho nó khô kiệt. Và cái phần cánh, tất cả cái tủ này chỗ nào cũng được trơn nhẵn, nhưng mà riêng phần trong lòng cánh đây là vẫn còn để các cái phần gợn, vết gợn của việc xẻ cong. Tức là cánh này chúng tôi là xẻ từ cái hộp gỗ nó vuông này, và mình xẻ cong thế này, chứ không phải là mình uốn ván. Nếu như là cái ván này nó mỏng và uốn thì nó sẽ giảm được giá thành xuống. Nhưng mà với cái nước khảm đặc biệt như thế này thì để đảm bảo sự an toàn là chúng tôi phải dùng cái cánh xẻ cong. Và lần này giới thiệu hai chiếc này thì chúng tôi cũng báo cáo quý khách luôn là từ Tết đến giờ là chúng tôi mới làm được một đôi này. Thường một năm thì cũng làm được độ 5-6 cái. Bởi vì cái tủ này đều do những người thợ nghệ nhân hàng đầu của chúng tôi làm ra. Ví dụ bây giờ quý khách từ từ quan sát. Đầu tiên bắt đầu từ tôi giới thiệu từ đôi cánh. Hình như mọi khi tôi hay giới thiệu chiếc lèo chiếc bệ trước. Lần này sẽ đảo đi một tí. Kính thưa quý vị, là nếu quý vị quan sát từ trước rồi thì khi tủ chè này nó vẫn giống như trước, tức là nước khảm. Theo cái thuật ngữ của làng nghề gọi là khảm dâu kiến. Thế nào là dâu kiến? Tức là những cái đường nét nó bé vô cùng, nên tôi phải dí sát vào. Nhưng quý vị nhìn thấy cái đầu ngón tay thì biết những cái sợi tơ mà nó bé tí tẹo, sợi dây dưa đi khắp men theo đây. Tôi phải kèm cho cái ngón tay này để quý vị hình dung nó bé như nào. Hay là từ những lá cờ, từ những cái dây cờ, hay là cái dây giải lụa nó bé. Có thể nói là nếu như ai mắt kém thì không thể trông thấy được, mà phải đeo kính. Được cái là cái nền thì nó sẫm, mà cái này cái chai ốc thì nó lại long lanh, cho nên là nó cứ nổi bật lên đây. Và đi kèm với những cái đường nét nhỏ như thế thì có những trường hợp là quý vị không để ý, nhưng mà đây tất cả những cái mái nhà đều được sen lọng. Thế nào là sen lọng? Sen lọng là một cái kỹ thuật cao nhất trong nghề khảm, là cả một cái miếng chai ốc bên ngoài đây thì chúng ta cắt đi và bỏ cái ruột đi. Sau đó bên ruột bên trong này thì mỗi một viên ngói này dùng một cái miếng khác để chèn vào. Cái này gọi là kỹ thuật sen lọng rất cao cấp. Hiện nay tôi đang có điện thoại, xin quý vị cứ từ từ theo dõi, tí nữa tôi trở lại chứng minh xong. Vâng anh. Anh Mão ơi, tí nữa tôi sẽ điện lại cho anh, lại có phương án mới rất hay, tí nữa trình bày lại cho anh nhé. Độ 15 phút nữa điện lại cho anh nhé. Vâng ạ, chào anh.
Thì kính thưa quý vị, tiếp tục cái lầu son gác tía ở bên trên đổi thành quách, có nghĩa là cái mẫu này của chúng tôi là không thay đổi từ đầu đến giờ, bởi vì đã được khách hàng bình chọn là mẫu đẹp nhất. Về mặt ý nghĩa của nó thì bên này Thái Công Thất Thập Ngộ Văn Vương là ý nghĩa là ông Thái Công khi 70 tuổi mới gặp vua và tóm lại được vua mời ra để lo việc nước. Cái này gọi là cầu người hiền tài. Và bên kia cũng thế, Tam Cố Thảo Lư Lưu Hiền Đức cũng là một cái ý nghĩa như vậy. Và hiện nay thì những cái điển tích cầu người hiền tài là cái mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và mọi người rất thích. Chứ còn những cái mà cảnh gươm đao chém giết kiểu Tam Anh Chiến Lã Bố hay là Trương Phi trên cầu Tràng Bản hay là Quan Công Phò Nhị Tẩu vân vân, cái thứ đấy thì là thường là bây giờ mọi người không chuộng nữa. Còn trước đây, trong khi chúng tôi đã làm khảm cách đây gần 30 năm thì là đủ luôn, rồi đại chiến xích bích rồi thì vân vân. Nói chung là các cụ người ta thì hay thích các cái điển tích ở trong Tam Quốc, bởi vì là nó nhiều nhân vật và nhiều sự kiện. Thậm chí là đôi khi cái lúc thư nhàn, thanh nhàn các cụ bên chén trà là các cụ sẽ có những câu chuyện bình luận nó rất là dài và mang ý nghĩa, nó cũng hay. Cho nên là tại sao mà có rất nhiều những đề tài khác hay nhưng mà câu chuyện nó không được dài. Ví dụ câu chuyện Tam Cố Thảo Lư Lưu Hiền Đức ở bên kia, bây giờ tôi lia máy sang quý vị xem. Đây, câu chuyện về Tam Cố Thảo Lư Lưu Hiền Đức thì bên này chẳng hạn như là câu chuyện này nếu mà kể có thể suốt, có thể phải mất năm ấm trà có khi chưa hết câu chuyện. Bởi vì Khổng Minh Tiên Sinh nằm ở Ngọa Long Cương là một con rồng ở ẩn, mà khi mà cái tiếng tăm lừng lẫy khi mà Từ Thứ đã gợi ý cho Lưu Bị là về Ngọa Long Cương để mời Khổng Minh thì đi 3 lần 7 lượt cũng vẫn chưa xong. Và tình tiết các cái chi tiết từ cái người từ cái việc vẻ mặt tức giận của Trương Phi như thế nào rồi thì các thứ là ở đây đều được biểu cảm rất là rõ ràng. Và câu chuyện này rất là dài, trong cái phạm vi của clip này tôi không thể giới thiệu hết được, chỉ giới thiệu sơ bộ như vậy để quý vị hình dung là cái ý nghĩa của câu chuyện của nó rất là hay. Và còn về nghệ thuật thì trách nhiệm của người thợ của tôi là sử dụng nguyên liệu đặc sắc, hội tụ đủ 7 sắc cầu vồng và với những cái kỹ thuật cao nhất, kỹ thuật sen lọc. Xin thưa quý vị là đây là quý vị đang nhìn thấy những cái màu sắc nó chưa sự thực của nó đâu, trong sự thực nó còn đẹp hơn nhiều lần như thế này. Bởi vì cái chai ốc này nó rất là lạ, nhiều khi là khi ở trong phòng rất là tối thì nó lại tự nó lại ánh lên. Trong đó là nếu như phòng tối quá thì không nhìn rõ cái tủ lắm, nhưng mà cái phần khảm thì nó lại sáng rực lên, nó như là ngọc vậy. Bây giờ tôi giới thiệu sơ bộ về hai cái cánh khảm rồi. Và chắc là quý vị nhìn thấy nó cũng lờ mờ, không rõ lắm. Trân trọng kính mời khách là bớt chút thời gian về trực tiếp. Bây giờ tôi đứng dịch ra xa thì quý vị sẽ nhìn thấy cái tủ chè rất là rõ. Nhưng mà cái phần khảm này nó sẽ trắng lóa lên, nó bắt sáng mạnh quá. Đây quý vị nhìn đây, quý vị chỉ thấy một màu trắng thôi. Vừa nãy là tôi quay sát vào thì quý vị nhìn thấy một ít cái sắc, 7 sắc của vòng. Còn trong thực tế là tất cả cái phần khảm đấy đều được sử dụng nguyên liệu hàng đầu. Còn bây giờ đi về giới thiệu các chi tiết khác. Thưa quý vị là từ cái thùng của nó là tất cả đều được làm dày dặn với những cái ván hậu, ván huỳnh hậu. Đây nó cũng dày nổi ra đây, đây các cái phần huỳnh hậu đây. Và bên hồi này thì đây, hồi cũng thế, cũng lồi huỳnh ra và không thể làm dày hơn, vì không phải chúng tôi tiếc tiền mà dày nữa nó thô, nó không còn trông được nữa. Còn đây quý vị nhìn sơ bộ, nhìn thấy cái đường, các đường gờ, đường soi, các lớp lang chỉ trên chỉ dưới là rất là bài bản và rất là khó làm. Nhưng mà đối với những người thợ chuyên nghiệp, chuyên làm cái tủ chè hạng nhất của chúng tôi thì chuyện này lại hết sức là đơn giản. Và ở phía đằng sau của cái mặt ấy, nó có một cái khe hở nhỏ đây. Cái này gọi là ngơi, để khi mà co ngót là lúc đấy chúng ta dùng búa gõ từ đằng sau lại thì nó sẽ bén vào.
Tôi giải thích trước như vậy để tránh tình trạng một số bác này, thấy thủ chè tuyệt vời quá nhưng về nhà mới nhận ra có một cái khe này. Xong bảo làm sao? Đây là chúng tôi cố tình làm như vậy. Bây giờ trở lại đến nhân vật chính của chúng ta, là tôi giới thiệu từ đầu rồi là cái tủ này thì tổng thể nó có 4 cái điểm để mà quan sát kỹ nhất là đôi cánh, lèo và bệ. Vừa rồi tôi đã giới thiệu đôi cánh rồi. Bây giờ sang phần lèo thì xin thưa quý vị là cái này gọi là lèo mai điểu, lèo kép. Và cái lèo kép mai điểu này thì được làm dày gấp có lẽ khoảng độ gấp đôi, thậm chí hơn 2 lần cái lèo thông thường, mà không thể dày hơn được nữa. Gỗ thì chúng tôi không thiếu, nhưng mà cái chiều dày làm sao nó phải đảm bảo tính hợp lý. Tức là nó đã dày, quan sát từ trên xuống quý vị thấy nó dày lồi ra khỏi cái khung này rồi. Nhưng mà vì là cái tủ cánh cong nó còn có cái phần hai bên cong này ra thì nó mới có lý do để làm cho cái lèo này nó được phép lồi ra. Cho nên tại sao có lần tôi có khách định làm bằng cánh phẳng, nhưng mà cánh phẳng thì sợ rằng là để cái lèo nó lồi ra quá thì trông nó cũng không được hợp lý lắm. Thế còn cánh phẳng thì đã dễ làm hơn, tất cả đều thẳng, nó không có phần xẻ cong, mà bệ nó cũng không bị. Tí nữa tôi trở lại phần bệ, nhưng mà đang nhân tiện nói về cái phần liền ấy, cả một cái bệ liền thế này mà xẻ cong theo là nó rất là tốn kém. Bây giờ trở lại về lèo. Lèo thì đây quý vị nhìn thấy đây, bắt đầu từ cái phần gốc lèo, từ những chú chim đó, nó chỉ to như ngón tay thôi, nhưng đủ mắt, đủ lông, đủ chân. Xong từ từ đi lên trên này đây, những cái cánh hoa, rồi quả, rồi thì những cái cành nó tơ ra, và những cái con chim thì bay lên bay xuống. Đây, con chim này thì là đang bay từ dưới lên, xong là con này thì bay từ trên xuống, rồi có con thì lại quý vị nhìn thấy nó sống động còn hơn cả con chim thật. Và nếu con chim thật thì không bao giờ có cái cánh nó lại mỏng bay và mềm mại như này. Thực ra cái này chắc phải dùng cái bút chì để chỉ thì rõ hơn, những ngón tay của tôi khi đưa vào đây nó quá là thô, vì cả một con chim nó chỉ bằng một ngón tay thôi. Nhưng mà tinh xảo từng cái màu, từng cái mỏ, cái mắt, cái lông, không kể một cái điều gì cả. Tóm lại là với cái mức độ tinh xảo tối đa. Và có những bác ấy còn muốn là cái người thợ làm đục lèo của tôi có thể đục cho bác một bức tranh. Nhưng mà xin thưa quý vị là những người thợ này của tôi nó rất là hiếm, và chỉ có đục cái lèo thôi một năm thì cũng được độ 5-7 cái, cũng không được bao nhiêu. Tóm lại là không đủ để phục vụ cho cái việc lèo này, cho nên không thể lấy sang làm việc khác được. Mà giả sử có lấy sang được việc khác thì một bức tranh cũng không lên không biết bao nhiêu tiền. Cho nên là thôi, chúng tôi chỉ dừng lại cái người thợ này chỉ làm cái lèo này mà thôi. Xin thưa lại là cái lèo này là lèo kép mai điểm. Và kép nó là kép mấy tầng. Có người hỏi tôi là kép mấy tầng thì tôi không trả lời được. Vì thông thường ấy, thì người ta sẽ tính là kép đôi. Ví dụ như ngoài một lớp, ở trong là một lớp, đây bên trong đây, một lớp đây. Xin thưa quý vị đây là hoàn toàn là liền nhé, không phải là dán vào đâu. Đây nhìn từ dưới lên quý vị sẽ thấy này, có chỗ thỉnh thoảng nó đính một chỗ liền vào, còn lại là chúng tôi đã dùng đục để lọng ra hết. Đây, cái ngón tay tôi chui vào trong đây. Và cái này thì tầng tầng lớp lớp và rất là nhiều lớp luôn, có thể đếm là 5-6 lớp chứ không phải là kép đôi nữa. Mà cái kép này rất là khó tả là bao nhiêu lớp, gọi là tầng tầng lớp lớp. Chúng tôi chỉ muốn là đưa những cái phần tinh tú nhất về những cái tay nghề thợ thủ công để đưa vào cái tủ của mình, để phấn đấu làm sao cái tủ của mình là một trong những cái tủ đẳng cấp nhất trên thị trường, với phần lèo hạng nhất, phần bệ hạng nhất và đôi cánh cũng hạng nhất luôn. Còn tất nhiên phần thùng và phần nguyên liệu ở đây, phần làm mộc thì tất nhiên là phải hạng nhất rồi. Và bây giờ trở lại đến phần bệ. Phần bệ, cái bệ này được đặt tên là bệ tứ linh và tam đa. Tại sao là tứ linh? Xin thưa quý vị đây, quý vị nhìn ở chính giữa đây thì là có long cuốn thủy, tức là đây đang có rồng, mà rồng là rất là tinh xảo luôn, mà từ cái râu đến những cái tóc ở đằng sau này đấy, và thân rồng là uốn và đi vòng ở đây. Đây chuyển ra là cái vây đuôi rồng đây.
Thế còn thì tiếp theo nữa là đấy là long, xong đến ly, đến quy, đến phượng. Thì ly là đây, kỳ lân đây, kỳ lân đang vờn cầu đây là ly đấy. Và ở đây nó có cái giải lụa và nó bay vòng ở đây có cả mấy đồng tiền, thì nữa tôi sẽ nhắc đến sau. Thế còn quy đâu và phượng đâu? Thưa quý vị, quy đây nó vẫn đang ở trong cái vùng nước này, và quy chúng ta thấy cái mai rùa đây và chú và cụ rùa đang ở cái chỗ này, đây là quy. Còn phượng thì đây, thì phượng hoàng là đang xòe đôi cánh và cái phần đuôi ở đây đây. Phượng thì có một đôi phượng luôn, và kỳ lân là cũng có một đôi kỳ lân. Đây là một chú phượng và đối xứng bên này là một chú phượng nữa. Thế bên kia lúc nãy đã có một kỳ lân, và bên này là kỳ lân. Lại trở lại cái ý nghĩa về tứ linh, tại sao, và tí nữa tôi giải thích tiếp về cái bệ này, nhưng mà tại sao mọi người lại cứ thích tứ linh? Thì xin thưa quý vị là tứ linh là bốn linh vật mà thường được dùng cho ở trong cung đình hoặc ở nhà các quan lại. Tất nhiên là bây giờ dân chúng ta là thời đại dân chủ, là ai cũng có thể có điều kiện là được dùng. Nhưng mà tứ linh là một cái, nó cũng có cái ý nghĩa, tức là rồng là biểu tượng cho quyền lực. Tại sao rồng hay tượng trưng cho vua? Người ta nói long sàng, hay là nói long sàng là giường của vua, để ví dụ như vậy. Thế còn phượng thì cho nên là cái việc mà để rồng thì người ta mong ước nó có một cái sự thành danh và có uy lực. Thế còn phượng thì nó có một cái câu nói là ở đâu có phượng hoàng thì ở đấy sinh ra thiên tài. Cho nên là tại sao nhiều trường hợp là người ta cứ hay làm chăn con công con phượng, rồi thì ở những cái cuốn thư câu đối cũng hay có phượng hoàng bay trên. Phượng hoàng là phụ trách về phần tinh thần và cũng có một cái ý ngầm là để mong cho con cháu được thành đạt. Tiếp theo nữa, kỳ lân. Kỳ lân nó có một cái chữ gọn vào là kỳ lân trấn trạch, tức là kỳ lân là cũng là một cái linh vật, nhưng mà vô mang cái vóc dáng của sư tử là chúa sơn lâm. Thì ở đâu có kỳ lân thì là ở đó trấn trạch, tức là ngăn cản, nó như vị thần bảo vệ, ngăn cản được những cái điều xấu, điều không lành. Thế còn cụ rùa, tức là quy, thần kim quy là biểu tượng cho trường sức khỏe và trường thọ. Nói về thọ thì coi như cụ là loài vật thọ nhất rồi. Thế thì như vậy đã đủ tứ linh mang ý nghĩa như vậy. Thế còn tiếp theo nữa, cái bệ này thì ngoài cái phần chính là tứ linh ra, và với phần nền là triện mẫu tử, thì kèm theo đó chúng tôi còn quan sát thấy là ở cái mẫu này ấy, với cái ý của người xưa là còn người gắm cả phúc lộc thọ nữa. Xin thưa quý vị là tất cả những cái mẫu này chúng tôi không tự sáng tác ra được, mà phải lấy từ vốn cổ, tức là lấy được từ những cái tủ chè cổ đặc sắc nhất, và chúng tôi chỉ có chép lại nguyên bản gốc ra mà thôi. Thực sự là chúng tôi không dám nhận là chúng tôi sáng tác những cái mẫu này. Thế thế nào là phúc lộc thọ? Phúc là có những cái con rơi. Đây, con rơi đây, quý vị nhìn thấy này. Con rơi bản thân tên chữ Hán của nó chính là phúc. Thế còn đồng tiền là tượng trưng cho lộc đây. Và đây là những cái hoa văn đây có cái phần chữ thọ đây. Như vậy ở đây đủ cả tứ linh và tam đa. Ngoài ra quý vị quan sát còn thấy là những cái cây hoa, hoa mai thì bám vào dưới đây. Rồi thì nếu thực ra cái này là không thể đủ chỗ để cho tất cả các loài hoa, cho nên ở đây là sẽ chỉ đưa hoa mai vào. Và tôi lại nhớ đến một cái câu là hưng gia hữu đạo xuân thường tại, tức là gia đình nhờ giữ được đạo lý cho nên mùa xuân luôn ở lại. Mùa xuân là tượng trưng cho sự ấm áp hạnh phúc, cho nên là cái cây mai này ở đây mang cái ý nghĩa là như vậy, mang ý nghĩa ấm áp hạnh phúc. Vì trong bốn mùa thì là tứ thời xuân tại thủ, tức là trong bốn mùa thì mùa xuân là mùa đầu tiên và bao giờ là được là một cái mùa được đánh giá cao nhất. Cho nên tại sao người ta tổ chức Tết là vào đầu mùa xuân như vậy, tại sao lại không tổ chức Tết vào đầu mùa thu? Thế thì còn một cái chi tiết nữa là quý vị nhìn thấy mấy chú sóc đang ăn cái quả nho đây,
trông thì rất là vui vẻ ngộ nghĩnh, có người không biết lại tưởng là con chuột. Xin thưa quý vị là không có con chuột nào ở đây cả, đây là nho sóc. Nho sóc là tượng trưng cho sức khỏe, sự nhanh nhẹn và sức khỏe, bởi vì là người ta nói là nhanh như sóc. Đấy. Và tất nhiên cái con chuột thì nó không ăn cái quả nho bao giờ, chỉ có con sóc nó ăn thôi, cho nên là thêm một cái sự đấy là no đủ và biểu tượng cho sự no đủ và mạnh khỏe. Kết luận lại là cái bệ này á thì nó quá là giàu ý nghĩa và đường nét thì tinh xảo vô cùng. Tất nhiên là cái bệ này trước đây tôi đã từng giới thiệu rồi, nhưng mà cũng có những chi tiết là mình vẫn chưa khai thác hết được. Và bây giờ còn cái gì thì chúng tôi xin thuyết minh thêm để cho quý vị được hiểu thêm về cái công việc của chúng tôi. Có những khách hàng hoặc có bạn trẻ hỏi vui là anh ơi, thế thì anh cứ thuyết minh như này thì chắc là phải có một cái kịch bản như nào không? Xin thưa là đồ gỗ Đức Hiền là tôi là trực tiếp làm thợ ở đã 26 năm nay và trực tiếp tổ chức và quản lý cũng như là đạo diễn các quá trình làm, cho nên là từng cái chân tơ kẽ tóc của cái hàng hóa này ấy, là chúng tôi là đều nắm rất là vững và cứ nhìn thấy cái gì là báo cái đấy thôi, chứ không có kịch bản gì, không có phải như là những cái kịch bản quay phim của truyền hình. Tất nhiên chúng tôi là cũng không được chuyên nghiệp lắm mà nó hơi lôi thôi, nhưng mà thôi thì cứ thật thà có thế nào là mình cứ nói ra như thế. Đây, ngoài cái phần chính ra nhưng mà phần đôi mễ này là bằng gỗ nghiến và rất là dày dặn chắc chắn và nó cũng đồng màu với tủ luôn. Xin giới thiệu là khi tủ chè này nó sẽ kèm theo cả đôi mễ luôn. Vừa rồi tôi giới thiệu chiếc tủ chè thứ nhất mang mã số 170516 và bên này giới thiệu chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai cũng cùng mã số này, nhưng mà tại vì là hai chiếc này chúng tôi làm cùng một ngày, cùng một đợt và nó giống nhau như hai giọt nước luôn. Có thể nói là xem trên hình ảnh hoặc clip là giống tuyệt đối, không có khác một tí nào. Cho nên ví dụ quý vị ở xa ở miền Nam mà có muốn mua và gửi chọn hộ thì tôi cũng không biết chọn như nào cả, bởi vì nó quá giống nhau. Nó vẫn là đôi hai phần hai bên đôi cánh khảm, một bên là Thái Công Thất Thập Ngộ Văn Vương và bên kia là Tam Bảo Thảo Lưu Lưu Huyền Đức. Ở đây vẫn là lèo mai điểu với những chú chim bay lên lượn xuống vô cùng tinh xảo và mỏng manh. Ở trong khi mà tôi và bên dưới bệ này cũng vẫn là bệ tứ linh và tam đa, đây vẫn là long này, quy này, hai bên là phượng trông vào và kỳ lân. Và bên này có mấy chú nho sóc, rồi dưới thì có rơi, có đồng tiền, có chữ thọ. Như vậy là đủ hạnh phúc, sức khỏe, đầy đủ. Và giữa